đến việc bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam nợ lương của cán bộ, viên chức, người lao động. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu phải giải quyết dứt điểm. Theo đó, chiều ngày 12 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu lãnh đạo Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 1 năm 2022. Từ chiều ngày 11 tháng 1, các nhân viên y tế này cũng đã xuống đường và mang theo băng rôn kêu cứu. Họ đều là những người đang ở trong độ tuổi lao động chính của gia đình, từ 30 đến 40 tuổi. Nhiều người không biết bố víu vào đâu, khi hàng ngày vẫn phải đến bệnh viện, thậm chí khối lượng công việc nhiều hơn nhưng lại không mang về nhà đồng lương nào. Được biết, ngày 12 tháng 1, các nhân viên y tế tiếp tục xuống đường, gây sức ép để lãnh đạo bệnh viện trả lương làm việc cho họ. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 11 năm 2021, tại cuộc họp với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Học viên Y Dược học Cổ truyền Việt Nam và Ban lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã đề xuất xin tạm dừng tự chủ để có nguồn cấp ngân sách chi trả cho cán bộ công nhân viên. Tại cuộc họp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam cho biết thêm, Bệnh viện Tuệ Tĩnh tự chủ từ năm 2019-2020, khi thực hiện chi thường xuyên chủ động tăng nguồn thu, nhưng bệnh viện đã không đạt được kế hoạch như dự kiến. Trước đó, chị Lê Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ công đoàn Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, cơ sở y tế này vốn là bệnh viện thực hành, tức là nơi các bác sĩ trẻ thực hành tay nghề, không phải nơi khám chữa bệnh và kinh doanh. Cuối năm 2019, bệnh viện xây dựng cơ chế tự chủ, theo chị Bình là không đúng với mục đích ban đầu, dẫn đến quyền lợi của nhân viên y tế bị giảm chỉ còn lương cơ bản. Chị Bình cho hay, tuệ tính là một trong ba đơn vị trực thuộc Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam. Trong khi các đơn vị khác vẫn được hưởng các phúc lợi hoặc bảo đảm do so bệnh viện chi trả, thì riêng tuệ tính không. Nhưng khi người lao động có ý kiến với bản lãnh đạo, họ được trả lời rằng bệnh viện đã tự chủ, vì vậy phải tự lo đến trách nhiệm của đơn vị. Về lãnh đạo bệnh viện không thể đưa mốc thời gian cụ thể sẽ giải quyết, thay vào đó chỉ nói chung chung rằng trong thời gian sớm nhất Tuy nhiên đến nay, hàng trăm nhân viên y tế tuệ tĩnh vẫn song song làm chuyên môn, chăm sóc bệnh nhân, tiêm chủng vaccine nhưng không nhận được đồng lương nào. Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021, chúng tôi bị nợ 50% lương. Đến tháng 12 chưa có đồng nào. Tại các buổi ra ban, ban giám đốc cho biết không có nguồn để chi trả cho bệnh viện. Chị Bình bức xúc. Theo chị, đa số cán bộ của bệnh viện là điều dưỡng viên nên hệ số lương rất thấp, tính cả phụ cấp ngành hay phụ cấp độc hại cũng chỉ được 6-7 triệu đồng mỗi tháng. Từ tháng 5 năm 2021, họ chỉ nhận được một nửa, tức 3 triệu mỗi tháng. Sau lần xuống đường cầu cứu lần thứ nhất, hôm 11 tháng 1, bà lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã tổ chức cuộc họp cùng cán bộ nhân viên. Các y bác sĩ đã rất hy vọng và chờ đợi. Tuy nhiên, buổi họp kết thúc chỉ với những lời động viên, anh em cùng vượt qua khó khăn, mà không hề đưa ra hướng giải quyết thích đáng cho khoản lương còn nợ suốt nhiều tháng qua chúng tôi bắt buộc phải xuống đường lần thứ hai. Chúng tôi trong nghề y đều là người có ăn, có học. Thực sự phải ra đường để khiếu nại như thế này tự cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng chúng tôi đã đến đường cùng và không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi cảm thấy rất đau xót bởi đáng lẽ có thể cống hiến thêm cho ngành và người bệnh thì nay bị phân tâm bởi miếng cơm, mảnh áo, kiếm thêm thu nhập. Chị Bình bức xúc. Chị Thu công tác tại khoa phụ sản Bệnh viện Tuệ Tĩnh cầm trên tay hai tờ giấy với thông điệp hãy cứu lấy Blue trắng, đề nghị trả lương cho chúng tôi. Không được trả lương dù đi làm đầy đủ, khiến cuộc sống của chị Thu và nhiều đồng nghiệp hiện rất khó khăn. Ngoài ra, tâm tư và tinh thần làm việc của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Chị Thu nói và cho biết, nếu ban giám đốc giải quyết dứt điểm vấn đề thu nhập, thì nhân viên y tế không bao giờ phải xuống đường để cầu cứu như hai ngày vừa qua. Theo các nhân viên y tế, phải làm đến bước này cũng là sự bất đắc dĩ, bởi suốt hơn 8 tháng qua, họ bị nợ 50% số lương cơ bản. Trong tháng 12, ngay cả nửa số lương cơ bản được trả hàng tháng, họ vẫn chưa được nhận. Số tiền lương ít ỏi họ nhận hàng tháng không thể đủ cho cuộc sống mưu sinh. Trong khi đó, lãnh đạo bệnh viện Tuệ Tĩnh thông báo thời điểm hiện tại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên chưa tìm được nguồn thu, vì vậy chưa có tiền để trả lương tháng 11 năm 2021 cho người lao động. Được biết, chiều ngày 12 tháng 1, các nhân viên y tế tiếp tục xuống đường gây sức ép để lãnh đạo bệnh viện trả lương làm việc cho họ. Ngay sau đó, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo Học viên Y dược Cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế, giải quyết xuất điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động, theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 1.